Xin chào các bạn. Ở tập 8 trong chuỗi series nói tiếng Anh hàng ngày của mình thì mình có nói về cách nói chuyện với con khi mà mình đi học bằng xe hơi, đi học bằng xe máy. Hôm nay mình sẽ tiếp tục tập 9, đó là về chủ đề đi học về. Khi mà mình đi học về thì mình nói với con như thế nào? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Let's get started. Khi mà con vừa mới đi từ trường ra thì mình gặp con, mình mới chào con là: chào con yêu, hôm nay con học như thế nào rồi? Hi sweetie, how was school today? Hi sweetie, how was school today? Con có chơi ngoan với bạn không? Did you play nicely with your friends? Did you play nicely with your friends? Sau đó mình hỏi là bạn nào con thích chơi nhất nè? Who do you like best? Who do you like best? Con thích chơi với ai nhất nè? Who do you wanna play with the most? Who do you wanna play with the most? Ở trong lớp á, thì con thích chơi đồ chơi nào vậy? What toys you want to play in the class? What toy you wanna play in the class? Con có chia sẻ đồ chơi với bạn không? Do you share toys with your friends? Did you share toys with your friends? Rồi nói cho mẹ nghe là đồ ăn nào con thích và con không thích ở trường nè. Tell me what food you did like and didn't like at school. Tell me what food you did like and didn't like at school. Hay là mình hỏi là con đã học gì ở trong lớp vậy? What did you learn in the class? What did you learn in the class? Đối với một số bạn nhỏ xíu thì mình hỏi con là: con ơi, con có khóc nhè không? Did you cry? Did you cry? Với một số bạn đi học mà mầm non á, thì mình sẽ hỏi là: ở trong lớp có ai đánh con không? Mình sẽ hỏi là: Did someone hit you? Did someone hit you? Rồi sau khi mà con trả lời là có, mẹ ơi có người đánh con á, thì con có đánh lại bạn không? Did you hit him back? Did you hit him back? Sau khi mà con kể chuyện về những gì xảy ra trong lớp thì mình mới hỏi thăm con là con cảm thấy như thế nào? How did you feel? How did you feel? Lúc đó con có bực không? Were you angry then? Were you angry then? Vậy thì con đã làm gì? So what did you do? So what did you do? Khi mà con bực á, thì con hít thật sâu rồi sau đó con nói với cô, chứ con đừng có đánh bạn nha. When you're angry, just breathe deeply and then tell the teacher. When you're angry, just breathe deeply and then tell the teacher. Hoặc là con đợi cho cái cảm giác khó chịu đó, từ từ nó sẽ qua đi. Or you can wait for the bad feeling to pass. Or you can wait for the bad feeling to pass. Sau khi mà mình đã hỏi hết về các vụ học hành rồi chơi với bạn trong lớp thì mình đến lúc mình sẽ hỏi con về thức ăn ở trên trường như thế nào. Hôm nay buổi trưa con ăn gì? What did you have for lunch? What did you have for lunch? Đồ ăn có ngon không con? Was the food tasty? Was the food tasty? Rồi hỏi con là con có ăn hết không? Did you eat everything? Did you eat everything? Hoặc là một số bạn rất là biếng ăn á, thì mình có thể hỏi con là: con có để dư đồ ăn không? Is there any left over? Is there any left over? Sau khi hỏi về đồ ăn thì mình có thể hỏi một chuyện xa xôi hơn chút xíu, đó là hỏi là trong lớp có bạn nào bị bệnh không? Tại giờ đang dịch mà, cho nên mình cũng phải quan tâm chút xíu chứ. Mình hỏi là: Is there anyone sick? Is there anyone sick? Sau khi mình nói chuyện quá trời rồi với con rồi thì cũng sắp về tới nhà rồi, thì mình mới nói là: sắp về tới nhà rồi nè con. We're almost home now. We're almost home now. Vậy là mình xin kết thúc tập 9 của series Nói Tiếng Anh Hàng Ngày. Mình là Rita. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích với các bạn thì các bạn nhớ like, share và subscribe kênh của mình để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn.